Đêm nay mà còn nắng mà nó vàng lắm, nó vàng ươm đấy. Hôm nay nó mưa nhiều. Định hướng lại cho chuột chỉ để mình nuôi cho nó đỡ mất công. Cột đẹp quá, nu, cái chất này nó nu, dã man. Xin được chào quý cô bác anh chị nhé. Một buổi sáng mưa rét Hà Nội. Hôm nay đã là ngày 17 tháng Chạp rồi. 17 tháng Chạp, Tết rất gần rồi. Anh em hôm nay là vào cuối tuần thứ bảy. Chắc có lẽ là hôm nay là nhiều người đi sắm Tết, đông lắm này. Sáng sớm nó có mưa, rất là lạnh nhưng mà nó cũng tạnh rồi. Trời nó vẫn còn âm mưu nhưng mà nó tạnh rồi. Cũng vậy, nó không mưa được nhiều đâu. Chia sẻ với các bác của chú anh chị với cái cây xanh này. Tối hôm qua rét run cầm cập, hai răng gập vào nhau mà gió chứ, trên mái nó gió mà muốn là lại muốn lên cao hứng, muốn lên cắt cái cây này, chuyển chậu cái cây này. Bắt đầu chuyển chậu xong thì thấy phân tích kỹ cây này thì thực ra tôi mua về cũng tương đối rồi, nhưng mà mình phân tích, mình để mình ngẫm xem là nên làm thế nào đó, và nuôi tiếp và bỏ cái gì, giữ cái gì. Thì công việc trước đó nó cũng lu bu thì mới chỉ trồng tạm được thôi, trồng tạm nó vào cái chậu xi măng kia đó. Nhưng mà nó, cái chậu nó cục mịch, nó nặng quá. Còn nó là một cây bonsai mini dáng làng, nó rất là nhũn, cực kỳ nhũn, trực làng cực kỳ nhũn, cực kỳ nhũn. Và đáng lẽ nếu mà cái cây này mà vào tay mình, nó hoàn thiện từ rất lâu rồi. Vậy nhìn cái nước da và cái sự độ nhũn của nó như này thì nó là phải là một cây hoàn thiện từ rất lâu rồi. Nhưng mà chủ cũ rất tiếc là người ta không biết làm rồi. Người ta cứ, người ta cốt thì rất đẹp rồi, nhưng người ta mua về người ta cứ vặn vẹo, rồi người ta lại cắt xong rồi lại nó cái kiểu như không có cái định hướng, không biết phải làm như thế nào, thì cứ thò kéo vào là tùm lum tà la hết lên. Những cái cần nuôi thì lại không nuôi, còn những cái mà không cần nuôi thì lại để. Thì đâm ra là, nhưng cũng rất may là cái cốt nó không bị ảnh hưởng cái gì cả, mà nó còn thêm những cái nu. Chỉ có một chút là cái tay nó không được dưỡng nên nó hơi nhỏ thôi. Thế thì hôm qua tôi nhấc sang cái chậu này. Cái chậu nó không phải là chậu đẹp nhưng mà nó rộng rãi hơn, mà nó mỏng thì nó có vẻ nó hợp với cái cây xanh quê dáng trực làng này hơn. Đó, cũng chưa có cái phải thiết kế cái gì đâu, chỉ có đơn thuần là nhấc sang đây để cho nó phù hợp hơn thôi quý vị ạ. Đó, rộng rãi hơn. Còn đòn đá kia là nó có sẵn ở đấy thì để nó vào thôi, không phải là đây là, không phải là phối đá hay là quảng cáo cái ký đá gì cả, mà đây chỉ là một cái nghịch ngợm mà. Để đòn đá vào đấy cho nó đỡ lăn lóc ngoài sân kia thôi. Chủ yếu vẫn là cái cây thôi. Để xem, hôm qua tôi gần như tôi, ôi mua về tôi thấy nó cây tay nó, những cái một số cái chỗ nó hơi nhỏ, nhưng tôi định hướng là mục tiêu của mình là nuôi cho nó thật to ra, nhưng mà nó ra quá nhiều mầm và mình thấy rằng là mình phải điều chỉnh cho nó đúng cái form, cái gu của mình thì xong rồi mới nuôi tiếp được quý vị ạ. Đây này, cái dấu tích của người ta để lại, người ta vào dây này và xong đến đợt, bắt đầu đến cái khẩu này người ta không biết làm nào, nó cứ để cho nó búa xua ra. Đây, xong rồi những cái mầm rồi những cái ấy nó bị tận để ở đây, nó làm những cái đầu này nó hơi sưng này, may mình vẫn còn sở hữu kịp. Đây, ngã tư ngã ba này. Đó, thì người ta cơ bản là người ta biết cây đẹp nhưng người ta không biết phải làm như thế nào. Đó, rất nhiều người chơi cây đẹp nhưng không biết phải làm thế nào. Ví dụ như cái ngọn này, ngày trước là rất là nhiều, tôi nhìn thấy cái ảnh cái cây này từ rất lâu rồi, nhưng mà lại bây giờ vẫn cái ngọn vẫn đang phải dựng đây. Nó có dữ liệu rất là nhiều rồi, ok rồi, nhưng mà rất tiếc là người ta không biết làm, đâm ra mình bây giờ mình vẫn phải dựng. Hôm qua tôi cắt đi những cái tay ở đây, tôi cắt vào hết. Bản chất của cây này là một cái cây
nó có cái tâm pháp của nó đấy quý vị ạ. Tức là bản chất mình chưa biết làm, nhưng bản chất là kiểu như là công lực mình chưa đủ, mình học tâm pháp ấy, thì một cái cây có cái cốt đẹp như này thì phải khoe ra, những cái tay cái khỉu cái đòn là phải khoe ra chứ. Đây, những cái này người ta lấy để lại hết, nó vừa che mấy cái thân mà nó rối cây, bởi cây nó là cây bonsai mini mà rất nhỏ rất ngắn, thì mình phải làm sao mà thoát được bông răm mà không che mất thân. Đấy là cái tâm pháp nhá. Thế còn bây giờ làm như thế nào, làm như thế nào thì phải lòng thưa thoáng đi, làm đơn giản thôi. Đấy, ngay kể cả cái rễ này qua nó có một cái khuỳnh ở đây, nó làm cho cái chỗ này nó mất cân đối, tôi phải khấu nó đi đây đó, thì nó nhẹ nhàng hơn hẳn cái chỗ đi. Và tôi cắt bỏ cái rễ bên này, nó có một cái rễ trống đây, trống nhưng mà lại đây này, cái rễ này trống đây nhưng mà nếu nó trống ở đây xuống tôi lấy ngay, hoặc trống đây xuống thì cũng ok, trống ở đây xuống là đẹp nhất đi. Thì tôi sẽ dùng ngay, nhưng mà nó lại trống ở cái chỗ mình không, nó chỉ cách đấy có một độ một ly nhưng mà một phân thôi, nhưng mà nó vẫn không ổn. Đó. Lùa bỏ đi, lùa hết những cái tay cành người ta nuôi ở đây, bỏ cả cái tay này đi, cái tay này giật lại chạy ra đây. Đấy, bỏ cả những cái tay này, bỏ cái tay này, cái tay này nếu mà nuôi này nó sẽ làm chảy cái sẹo này xuống này. Liền sẹo thì ok rồi, nhưng nó sẽ làm chảy dài cái sẹo xuống, nó sệ lại cũng vậy, cái này cứ chạy lòng ngoằng nhau, nó không có cái đường định hướng rõ ràng ấy các vị. Nếu mà lên bóng thì kiểu gì nó cũng đẹp, nhưng mà nó lại không được sắc nét. Mình chơi nó cũng phải sắc nét, cốt nó đẹp như này mà không làm kỹ thì nó phí. Rất đẹp quý vị, cốt này mà lên đá thì chấm hết luôn. Biết cốt chậu nó đóng bánh như này từ thời nào rồi đây này. Đó, chậu đóng bánh như này, chất nu sụn này quý vị xem, nó các bác cô chú anh chị có thể xem, nó nảy cực kỳ tốt, chất lá của nó đẹp đấy, nhưng mà nhìn kiểu như nó đang bị kém đói ấy, cho nên nó lá nó chưa được đúng so với cái bản chất của nó. Đặc điểm cây này rất nhiều mầm này, trên thân của nó vẫn cứ đùn tiếp tục ra mầm. Quý vị thông thường thấy những cây nhẵn nhụi như này thì gần như là nó không mấy khi nó nảy mầm ở thân đâu này, nhưng con này nó cứ chạy mầm khắp thân, những cái lồi lên đây này là toàn là mầm hết, và mầm non cũng lên là thành u luôn quý vị. Chất này bo sẹo rất tốt đây này đó. Cái cây tố chất như thế này mà không làm được đẹp thì hơi phí nhỉ. Dữ liệu rồi cốt quan trọng nhất là cái hồn, cái cốt và cái cút của nó là giữ nguyên được. Ok, quý vị xem, ok, vàng ươm đấy quý vị. Tiếp tục xung quanh nó vẫn còn rất nhiều mầm thở, thế thì những cái trục chính này thì lại đang bị yếu, thì mình phải xử lý, mình lọc vào những cái kia đi để tập trung sức nó nuôi cái, nó nuôi cái mầm này, nó nuôi những cái trục chính này. Và sau tôi sẽ cho thêm phân cho nó ăn, vì cây này cũng lâu lắm chưa được ăn, để nuôi dưỡng những cái cành này. Thì hôm qua mình buộc mình cắt để định hướng, có thể nhiều người nó sẽ suy nghĩ là bị cắt sớm, nhưng mà thực sự là cây này phải triệt để nuôi cho nó chuẩn, không có thì lại cứ phải làm đi làm lại. Định hướng xong mình thấy ưng quá đó quý vị, cắt trong đêm ấy, không kịp quay video biết gì cả, cái chậu này nó dài khoảng độ năm mấy đấy quý vị, không phải là bé đâu, nó cỡ khoảng độ 35 năm mấy ấy, rộng 35 dài năm mấy đấy, 35 58 50 55 năm khoảng 55 35 60 đấy quý vị. Đó, thì cái cây này nó vật vào đây nó vẫn vừa, bởi cái dáng này mình để đặt lệch sang một bên. Nếu mà sau có hòn đá trầm đẹp, hôm qua tôi có đi lên cái chỗ không gian văn hóa Tây Hồ, có mấy cái hòn đá trầm thấm thủy ấy, của bác Thọ Nhựa, đẹp quá, trưng bày ở đấy, đặt con này lên thì hết nước chấm luôn, không có đối thủ luôn quý vị. Đẹp, định hướng xong thấy ưng, thấy yêu cây này hơn rất là nhiều. Quý vị xem những cái tay, những cái khuỷu của nó này, phê không? Chính người ta không biết làm như nào, người ta cứ cắt thì nó lại được như vậy, nhưng mà cái bộ răm của nó lại mình lại phải định hướng. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cốt quý vị. Đấy, nhặt lấy kéo nhặt mãi mà vẫn chưa hết như cái mầm thừa đấy quý vị, bởi vì nó thừa nu rồi, mình không cần phải
thêm thắt làm gì cả. Chủ yếu làm cho nó to một số những cái khẩu này lên. Ví dụ đây thì có cái mầm đây rồi thì ok, chỗ này cũng tạm được. Khống chế ở đây nó không to hơn ở đây nữa là được. Đây, bên này cũng vậy. Đó. Thì phải hãm cái này. Hai cái tay này thì thôi, lấy làm răm được rồi. Bên này có khung rồi, chạy cái này ra. Cái này, dấu vết của người ta vào dây này, người ta vặn, nó bị vặn dây đúng cái mắt mầm này. Ừ, chứ con này nảy mầm rất là ok, rất tốt, chứ không phải là có những dòng nó không có mắt mầm để mà làm. Con này lại quá nhiều nhưng mà lại làm dây nó bị đè lên. Đó. Bây giờ mình sẽ làm lại cái này, nó cũng dễ thôi. Cái khung nó vẫn còn là ok rồi. Chứ mà phải cắt đi, phá đi, làm lại tất thì là thất bại. Đó quý vị ạ, thì đầu giờ sáng chia sẻ với các cô chú anh chị, hơi rét một tí, tay nó cứ run cầm cập. Đó, mập mầm chỗ nào cũng thấy quý vị ạ. Từ các cái nách rồi khe kẽ chỗ nào cũng có mắt mầm. Đây, không hiểu sao mà nó lại nhiều mầm như thế. Từ thân, từ những cái nù nó cũng mọc ra mầm. Nè. Chất này nuôi phê đấy, nhất là đối với bonsai mini kiểu như này. Phải lọc bỏ đấy. Quá nhiều mầm cho nó sạch cái thân. Đối với cái này không cần thêm nu nữa, thừa nu rồi. Nhặt bao công tối qua đây, đêm nó cũng rét, với lại cái cảm xúc nó lên thì mình nhiều khi mình không quay. Nếu mà có thể quay phim thì nhiều khi lại không được cái cây mà ưng ý đâu, lại phải dừng video mới lại chỉnh sửa tiếp. Đó. Quá nhiều mầm, thích lấy mầm ở đâu cũng được. Đó. Các những cái nách này mầm, con này muốn đẳng cấp phải lên đá các bạn, cho nó ngồi cao lên một tí nữa, ngồi cao một tí nữa thì nó sẽ hơn ăn đứt cả cái con mua mấy trăm của mình nhỏ nhỏ đó các bạn. Con này cốt hay hơn nhưng mà nó lại cần thêm thời gian để chinh phục. Nhưng mà tương lai của nó thì quá là rõ ràng rồi, không còn phải nghĩ nữa. Bết bên bệt, chuẩn bị. Đó. Một cây mà mình cũng rất sửa xong là mình thấy là xuống tiền là xứng đáng, rất xứng đáng. Nhất là trong cái thời buổi mà cây cốt, những cốt đẹp mà nhỏ nhỏ bonsai này đang được ưa chuộng và người ta thường là người ta không bán, thì mình lại vẫn giữ được. May không ai mua, vừa rồi mà ai mua thì có lẽ là mình cũng sẽ bán lãi chút chút là mình bán ấy, nhưng mà có lẽ là người ta không tư duy thấy, hoặc là mình trồng trong cái chậu nó bẩn bẩn. Đấy, nó toàn cỏ, mới nhặt cỏ đấy quý vị. Đấy, rất là nhiều cỏ. Thì nó trong một cái bối cảnh nó lôi thôi thì người ta lại không để ý. Thế thì mình biết được cái chất ấy, cái tương lai nó rồi thì không ngại quý vị. Rất nhiều rau má, cái gốc của nó. Hai mặt đều ok quý vị nhé. Đó, rêu nó đã lên rồi đây này. Thế thì nhắc sang cái chậu này, cảm giác nó sẽ được cao lên một mấy phân nữa vì bệ nó nổi lên mà. Đó, thì quý vị có thể thấy. Cái rất hay đấy quý vị. Chờ đợi sang năm là tỏa sáng rồi đấy. Hôm nay đi ổn định đất rồi rêu nó xuống đây là đi chơi tốt rồi. Ok, chúc quý vị, cô bác, anh chị sắm Tết vui vẻ nhá. Một cây đẹp. Chia sẻ quý các bác, cô chú, anh chị lâu lâu mới làm cây. Là độ này toàn đào với quất. Về phải động dao động kéo tí. Đó. Chứ ngày xưa thì tôi nhớ ngày xưa thì cách đây đôi năm thì gần như là ngày nào cũng có cây mới để làm. Cũng có video của việc cây. Nhất là làm đêm. Đấy, thì sang năm mới hy vọng có thêm nhiều cây mới. Chúc các bác thật nhiều may mắn, thắng lợi nhá.